Kính chào. Kính chào quý khán thính giả của đài Ngô Tuấn 0881. Hôm nay tôi xin đọc tiếp câu chuyện Đôi Mắt Quan Tòa. Kỳ thứ 9. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm Bính Thân 2016. Tôi, bác sĩ Ngô Trọng Tuấn, xin hân hạnh được hầu chuyện cùng quý khán thính giả theo dõi chuyện đọc tiếng Việt Đôi Mắt Quan Tòa do chính tác giả đọc. Các bạn đã theo dõi qua 8 kỳ thì hôm nay là kỳ thứ 9. Chuyện này trích từ tủ sách Z28 của người thứ 8 tiểu thuyết Gián Điệp Trinh Thám Hồi Hộp. Tôi xin đọc qua một phần chót của đoạn 8 trước khi vào phần chính. Giọng này là giọng BK9 nút 90% cộng với 10% giọng Sài Gòn. Đôi Mắt Quan Tòa. Xin bắt đầu. Xin lỗi quý khán giả trước khi. Anh đáng chí hết chỗ nói. Lão Đồng Lương là bồ tèo của anh phải kêu ngay. Kẻo đêm nay bình ga xì thì sáng mai anh biến thành cục đá. Em cưng của anh, em thích anh biến thành cục đá không? Ice, cục đá là tiếng Mỹ gọi là ice, tiếng Pháp gọi là glass. Mộng hiền hôn lấy hôn đệ thế nhân. Thích. Nào, hôm nay bây giờ là 8 giờ 24 phút chiều giờ Thái Bình Dương. Xin bắt đầu. Phần 9. Thế nhân cười sung sướng, hạnh phúc lứa đôi chỉ đẹp. Nếu còn những câu nói đùa dí dỏm, Mộng Hiền quên hẳn sự dí dỏm này từ lâu. Nàng đã trở lại như xưa, mối tình vợ chồng nồng thắm hơn bao giờ hết. Tuần tới chàng sẽ rủ nàng lên Đà Lạt hưởng tuần trăng mật thứ nhì. Thế nhân quay số điện thoại cho tiệm Đồng Lương. Trong căn phòng có 3 người thì cả 3 đều có ý nghĩ khác nhau. Thế nhân sung sướng nghĩ đến những đêm cao nguyên với Mộng Hiền. Những đêm lạnh cao nguyên với Mộng Hiền dễ thương. Mộng Hiền đáng yêu. Mộng Hiền sưởi ấm một đêm. Mộng Hiền cũng sung sướng nhưng lòng nàng lại hướng về quang vinh. Đúng hơn về những khoản tiền bảo hiểm nhân thọ và sản nghiệp chìm nổi của anh chồng khờ khạo. Trong khi ấy, bà mẹ chồng chỉ biết nhìn 2 người. Chán bà lạnh như tảng băng, lòng bà sôi như phún thạch của miệng núi lửa. Bà cố moi óc, tìm cách cứu đứa con trai duy nhất. Thời gian trôi qua thật nhanh,
những bữa ăn cơm chay chung khác, không ai nói với ai một tiếng, ngoại trừ tiếng mời mọc và ngưng dùng bữa của nàng dâu. Ngay cả những nghi thức này cũng cọc lốc lạnh lùng đến độ rợn tóc gáy. Bữa ăn đêm nay thì khác hẳn. Mộng Hiền lăng xăng tiếp gấp thức ăn cho chồng. Nàng luôn luôn săn sóc mẹ chồng, lấy cái vui đột ngột và mãnh liệt của vợ. Thế nhưng chỉ chú ý đến mẹ rất ít. Bà cực rơm rớm nước mắt mà chàng không nhìn thấy. Luồng nhẫn tuyến sắc lẹm của Mộng Hiền đã bất chợt giọt nước mắt tố cáo này. Mộng Hiền khôn ngoan đứng dậy, giả vờ che miệng. Thứ nhân hỏi, em buồn ngủ. Nàng đáp, anh tự hiểu lấy. Nàng hẹn chàng, ừ nhỉ, bổn phận chồng ở. Nàng che miệng ngáp, nàng che miệng ngáp để nhắc khéo chàng. Hai đứa mình xa nhau đã lâu, đã quá lâu, mặc dầu vẫn sống chung dưới một mái nhà. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc thứ nhì giữa đôi vợ chồng làm lành. Thế nhân bế bà mẹ gầy gò tâng lên tay. Tuy có y tá, chàng vẫn giành quyền bồng bà cực từ ghế vào giường. Chàng tự tay đắp mền chu đáo cho bà, xong xuôi chàng mới trở về phòng. Khi chàng bế mẹ, mặt chàng gần đụng mặt mẹ, bà cực dáng nhích lên một phân tay, 1 cm, để làn môi răn reo nứt nẻ của bà chạm má người con. Sự cố gắng tuyệt vọng của bà không đi đến đâu, bà nhích một ly cũng không được, 1 mm cũng không được, chứ đừng nói là 1 cm, 1 cm, 1 mm cũng không được, chứ đừng nói là 1 cm. Bà thở như thổi bể. Thế nhân ghé sát mặt mẹ hơn. Mẹ có làm gì mệt đâu mà thở như thổi bể hả mẹ? Được đặt thẳng trên nệm, bà cực vẫn tiếp tục thở mạnh. Nếu Mộng Hiền chưa thuận thảo lại, chàng đã nán thật lâu bên giường mẹ tìm sự an ủi mỗi đêm một mình một bóng. Chàng nghe tiếng róc rách trong phòng tắm. Nàng đang tắm. Không gì hấp dẫn bằng da thịt đàn bà đẹp sau cơn tắm đêm với xà bông sữa tươi và nước cốt hoa hồng. Thế nhân ngây ngất, chàng quên tắt ngọn đèn đêm ở đầu giường, chàng quên hôn trán mẹ. Mộng Hiền mặc bộ đồ ngủ bằng voan mỏng màu hoa cà. Nàng từng mặc bộ đồ này trong đêm tân hôn. Những đường cong trên thân thể nàng không thay đổi hình dạng bao nhiêu, chúng còn nảy nở và rắn chắc hơn xưa nữa. Cái miệng cười lộ sỉ và những sợi lông măng trên mép cũng làm nàng xấu đi. Trái lại, thế nhân thấy chúng khả ái và quyến rũ hơn ngày thường. Đàn bà lộ sỉ, sinh tu, giạt rào yêu đương hơn cả con gái đôi ta. Mộng Hiền đứng nghiêng cho chồng ngắm, vợ anh đẹp không anh? Đẹp, đẹp. Chính vì nàng đẹp, thế nhân đã phải chống trả lại biết bao trở lực. Chính vì nàng đẹp, thế nhân đã bỏ ngoài tai lời gian dạy thiết ra thiết tha của mẹ, răn dạy thiết tha của mẹ, mặc dầu chàng là con có hiếu. Bỗng thế nhân nói với Mộng Hiền giọng run run, nè em,
mẹ làm sao thế này? Mộng Hiền hỏi, chắc mẹ buồn ngủ. Không phải, em lại đây với anh. Mộng Hiền thứ tha đến bên chồng. Áo ngủ của nàng không có khuy, chỉ gồm hai vạt khép lại như kimono của Nhật Bản. Nàng giữ cho nó khỏi tung ra bằng sợi dây lưng satin tím. Lối phục sức nửa hở nửa kín này làm Mộng Hiền đẹp hẳn lên. Nàng cầm trên tay cái lược vàng tây óng ánh, tóc nàng xõa xuống bờ vai thuôn mảnh và bộ ngực no tròn. Nàng vừa sức nước hoa. Trời! Nước hoa do chàng mua tặng nàng nhân ngày sinh nhật của nàng tiếp sau lễ thành hôn. Mùi nước hoa quý phái bất chàng nhớ là dĩ vãng đầy màu. Giọng nàng thánh thót. Có cái gì đâu, em chẳng thấy gì cả. Thế nhân kéo vợ lại cạnh giường bà cầm. Có chứ, em nhìn kỹ thì thấy. Dường như mẹ có điều gì băn khoăn. Còn hơn băn khoăn nữa là khác. Mắt mẹ ướt nhẹp, em ơi. Mẹ khóc. Không phải là người màu nước mắt. Trên gương mặt tươi như hoa của Mộng Hiền thoáng nhẹ sự lo sợ. Giây phút trọng đại sắp đến, nàng cố nói bằng giọng điềm tĩnh. Em thấy rồi, nhưng chẳng sao đâu anh. Hồi trưa mẹ đang ngồi bị con mũi lăn tăn bay vào mắt. Em thổi cho mẹ, khiếp, mắt mẹ đỏ quạch lên. Anh ơi, sau đó em dò thuốc cho mẹ. Thuốc dò mắt thường làm chảy nước mắt. Mẹ chỉ ngủ một giấc là khỏi. Mộng Hiền đã biện ra chuyện con muỗi. Chưa hết, nàng còn nói thêm. Dẫu mẹ khóc cũng chẳng sao. Xin tạm ngừng nơi này. Xin hẹn kỳ tới. Chúc quý khán thính giả ngủ ngon, ngủ giấc bình an, không hồi hộp. Kỳ tới sẽ tiếp.